Em xin mến chào cả nhà. Em kính chúc sức khỏe tới toàn thể cả nhà của mình nha. Thì ngày hôm nay em muốn gửi đến cho đại gia đình mình hai cái mẩu chuyện này hết sức là đặc sắc, hết sức là thú vị. Và cái mẩu chuyện nào nó cũng ngắn chứ không có dài, nhưng mà nó ly kỳ hấp dẫn ở cái mẩu chuyện thứ hai nha. Tại vì cái mẩu chuyện thứ hai em muốn khi mà nó kết thúc á thì em muốn để lại một cái gì đó trong cái đại gia đình của mình, trong các anh các chị. Các anh ruột, các chị ruột của em ở đây nha, là bà con cô bác mình trên cái kênh của Tâm Cúc này, là có một cái câu hỏi trong cái clip đó, trong cái mẫu chuyện đó, nó vắn nhưng mà nó có cái câu hỏi, cũng làm cho mình rất là suy nghĩ đó nha. Cả em cũng suy nghĩ nữa, em là người kể, em là người nói nhưng mà em vẫn suy nghĩ. Thì cái này là nó rất là chéo ngoe, cho nên em cũng muốn cần được cái sự mà góp ý trả lời của gia đình, thử coi cái ai đúng nhất nha. Rất là hấp dẫn, rất là hấp dẫn. Thì đại gia đình yêu thương Tấm Cúc, cho Tấm Cúc một like và một đăng ký kênh ủng hộ nữa chưa đăng ký nha. Em vẫn mong đại gia đình mình cùng em là nghe những cái mẫu chuyện hàng ngày em kể. Có đại gia đình nghe thì em mới có sung sức để em kể cho nó vui với cả nhà của mình những cái mẫu chuyện tiếp theo. Và em vẫn đón nhận những cái mẫu chuyện của quý anh chị em gần xa gửi cho em vào để em kể ra thêm. Nghe đại gia đình, em cảm ơn đại gia đình mình rất là nhiều đã cổ vũ nhiệt tình cho em. I love you đại gia đình. Và bây giờ hôm nay cái mẫu chuyện đầu tiên em kể ha, là nó như thế này. Là có một cái chàng trai đang lái xe trên đường. Một chàng trai thanh niên này ha, đang lái xe trên đường nha. Thì bỗng vô tình thấy cái bên 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 lề đường đó có một cô gái. Có một cô gái là coi như là ngoắt lại, ngoắt xe giống như là ngoắt là để cho có gian, để có gian đi đi trên đường đó. Thì thường thường thì thanh niên trai tráng thì hay có cái vụ mà ga lăng. Thì thấy một cô gái mà đứng giữa đường như vậy ngoắt xe thì đương nhiên là ngừng lại đang cho mà có gian rồi ha. Thì ghé vô thì cô nàng mới lên xe cho có gian đi, thì cũng như là hỏi đường để mà về nhà cho cô có gian về vậy đó. Thì trên cái đường mới vừa chạy cái chút xíu thôi, cô nàng ngất xỉu đó. Tự nhiên cô nàng cảm thấy nó bị sốc quá đi, cho nên cô nàng mới là nói là giờ tôi mệt quá, giờ tôi mệt dữ lắm mà như là bị sốc vậy đó. Thì cái anh chàng này trời ơi, anh giật mình, đang không mà chuốc quại vào thân, đang không mà cho cổ gian, mà bây giờ cổ mệt cổ xỉu, lỡ có chuyện gì rồi 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 làm sao mà giải thích đây. Cho nên thấy gì anh chàng mấy là coi như là quay đầu ngược trở lại để mà chạy chở cô này tới cái bệnh viện, cái bệnh viện đi vô cho bác sĩ khám, chứ đang không mà cổ ngã gần gì là có chuyện gì là làm sao chịu trách nhiệm nổi đây. Cho nên anh chàng mới quay ngược trở lại bệnh viện, quay đưa cô nàng vô bệnh viện. Thì khi mà cái cô vô bệnh viện thì khám, anh chàng cũng ngồi ngoài đợi phải không. Tới khi mà khám khám xong thì bác sĩ mới đi ra là nói với anh chàng này là bây giờ là vợ của anh đã có thai, cho nên cái thai nó hành cổ, cho nên bây giờ cổ mới mệt, là cổ mới xỉu, giống như là mới có cắn thai 1 2 tháng đầu đó, cho nên cổ rất là mệt, cổ xỉu là tại vì cổ có thai. Cho nên là coi như là chúng tôi là chúc mừng anh là cha của đứa bé. Cái anh chàng nói tôi đâu phải, tôi đâu phải cha gì đâu, ông tôi đâu phải cha đứa bé gì đâu. Thì cái bác sĩ nói vợ anh ở trong nó nói anh á là cha của đứa bé, thì tụi tôi ra chúc mừng anh đó. Thì cái anh chàng này lúc nãy anh cự lên dữ nữa, anh nói đâu có, trời trời, tôi đâu phải là cha của đứa bé đâu, cô này cô nói cái gì á, tôi không có chịu, đâu phải đâu. Thì bác sĩ người ta không nghe, ta nói vợ đang mệt, vợ bệnh vậy mà anh làm gì kỳ vậy. Thì anh cự lên, anh nói không, bây giờ tôi muốn thử ADN đó, bây giờ muốn đi ra thử ADN, muốn xét nghiệm thử coi có không, chứ giờ tôi đang tức lắm, sẵn trong bệnh viện đây đi, cái cô này kỳ quá, cho cổ có gian mà bây giờ cổ đổ thừa là tôi là cha đứa bé, cái nỗi oan này làm sao giải giải tỏa chứ cùng ai được đây. Bây giờ là tôi đề nghị là xét nghiệm ADN giữa tôi với đứa bé trong bụng của cô này coi có huyết thống huyết gì không, mà cổ dám nói như vậy, mới chỗ có gian à, coi như là làm ơn mất mát đâu được. Thấy vậy bắt đầu sẵn chớ anh chàng này là xét nghiệm luôn đó. Bây giờ đi vô xét thì anh chàng này mới đi vô cho bác sĩ là coi như là xét nghiệm. Khi mà xét nghiệm xong cái ADN, cái xét nghiệm của ổng đồ xong hết trơn này, thì bác sĩ lại cho một cái kết quả rất là sốc luôn. Có nghĩa là bác sĩ nói là chúng tôi xin lỗi anh, thật sự là cái này là giống như là hơi đột ngột quá, tại cô kia nói như vậy thì chúng tôi mới là nói là anh là cha đứa bé, chứ thật sự là khi mà kiểm tra kết quả khám bệnh và xét nghiệm cho anh hết thì chúng tôi mới phát hiện được là anh là vô sinh, anh không thể nào có con được, anh bẩm sinh anh là vô sinh, anh không bao giờ có con được, cho nên là chúng tôi thành thật xin lỗi anh nó về vấn đề lầm lẫn này. Thì cái anh chàng này nói đó thấy chưa, tôi làm gì có mà cổ đi đổ thừa tôi thiệt tình ạ.
Đó bắt đầu anh chàng này anh nóng rồi. Anh nói thôi vậy là để cô ở đây đi, cho chừng nào mà cô tỉnh á thì cô đón xe cô đi về. Bây giờ tôi phải đi về nhà tôi, chứ bây giờ tôi cho cô có vàng mà giờ xém chút là tôi mang quả. Rồi bây giờ tôi đưa cô tới đây, rồi bây giờ tôi đi về. Anh chàng nói vậy cái anh chàng đi ra lái xe về. Thì khi ra lái xe về anh chàng nói xém chút là bị quan, thiệt tình tức. Nói, bác sĩ nói mình vô sinh chúng thôi tiêu rồi. Cái tự nhiên cái anh chàng sực nhớ lại, ôi trời trời trời, bác sĩ nói mình vô sinh bẩm sinh, ủa mà vợ mình nhà ba đứa con của mình đâu ra. Trời ơi cái này mới sốc nặng nè, cái này sốc nặng nè, ở nhà mình ba đứa con vợ mình nó sanh mà bác sĩ nói mình vô sinh bẩm sinh, vậy thì nó sanh con của mình là con của ai. Trời ơi tôi sốc nữa, tôi sốc nữa. Đó là một cái mẫu chuyện này ha. Thì nói về cái vấn đề là vô sinh, thì cái mẫu chuyện vừa rồi là của anh là Ngô Quốc Công nha, nha đã gửi cho Tấm Cúc. Thì cảm ơn anh rất là nhiều với cái mẫu chuyện vừa rồi. Thì đây tiếp theo của cái mẫu chuyện này của anh Tony ở bên Mỹ, thì em xin gửi cho đại gia đình của mình nghe cho vui cùng em nha. Thì cái mẫu chuyện như thế này, thì ở trong mẫu chuyện này như em nói là một cái mẫu chuyện mà nó có cái câu hỏi trong đây luôn, nó vắng nhưng mà nó rất thú vị và có câu hỏi này. Em mong là đại gia đình mình trong nước cũng như ngoài nước trả lời giùm em câu hỏi này nha. Em rất là thắc mắc tại vì câu hỏi này em không thể nào mà em tìm ra được. Nè, bắt đầu vô chủ đề liền. Có một cô gái rất là đẹp. Một cô gái rất là đẹp, rất là sexy. Nha. Đó. Là bắt đầu là cổ đi sang nước ngoài. Cổ đi sang nước ngoài ha. Nè. Cổ đi qua nước ngoài nhưng mà mới đầu hôm sớm mai cho nên là không biết đường đi. Đi lạc đường lắm. Tiếng Tây, tiếng U gì cũng không có gành hết. Nhưng mà đường đi thì đi được, nhưng mà về thì về không được. Giống như biết đường đi ra đó đó, nhưng mà khi mà đi ngược trở về nhà thì lại không có biết đường đi. Ác cái chỗ này nè. Thì cô bị lạc đi. Đó, cô đi cô bị lạc. Thì cô bị lạc thì vô tình cô đi đi trên đường á, thì cô là vô tình là gặp coi như là một cái người làm Mỹ đen. À, thấy không? Một ông Mỹ đen. Ông cũng đi đó. Thì cô này mới nói với anh này là anh ơi là kiểu như là biết được vài tiếng chứ không phải là không, cũng nói được chút đỉnh thì nói ông Mỹ đen ông cũng hiểu. Thì anh ơi à, bây giờ là tôi lạc đường, tôi không biết đường về nhà, nếu mà anh có thể giúp tôi chỉ cho tôi cái đường về nhà ở cái địa chỉ này nè, là cái đường nào về anh chỉ giùm tôi đó, thì tôi cảm ơn anh rất là nhiều. À, cái ông Mỹ đen này nè ông mới nói bây giờ á tôi thấy cô như vậy tôi cũng muốn chỉ, nhưng mà cô phải cho tôi ấy một cái đó, rồi tôi chở cô về tới nhà luôn, chứ đừng nói mà chỉ, bây giờ cho ấy một cái tôi chở về nhà. Tại cô này cũng rất là đẹp, rất là đẹp luôn đó. Thì cái cô này có thấy gì cũng rồi, trời bây giờ không biết đường nhà lạnh lẽo mà cái nãy kia nữa, có chuyện gì cũng rất là mệt, thôi thì mặn mặn cái cũng không sao, rồi đi về nhà cho ông ấy một cái đi có gì đó. Thì bắt đầu ông Mỹ đen quất chân cái ta nó nghe quằn quại tơi bời qua lá hẹ luôn, ngon lành luôn, ổng làm cho nó sáng khói luôn đó. Xong xong hết trơn cái bắt đầu ổng nói xong rồi cái bắt đầu ổng đi ra, ổng không dẫn về nhà, ổng không chỉ đường, ổng nói thì cái đường đó thì đó đó đó, cô đi ra đi, cô đi về đi, đi đấy về. Rồi xong cái ổng đi, cái cô này có nói trời trời bị dụ, đã tới đây mà đi lạc mà còn bị quất cái dụ nữa đó, vậy đó. Cái cô mới lội cô đi, cô mới đi hồi nó đi trên đường chút xíu cái gặp ông Mỹ trắng, à, cái người Tây trắng. Cái bắt đầu cô này có mới hỏi là anh ơi, anh làm ơn làm phước, anh chỉ cái đường về nhà giùm em đi, giống như em không có biết đường đi như vậy đó, anh có thể giúp em mà chỉ cái đường đi đi về tới đó vậy đó. À, em tạ ơn anh rất là nhiều. À, cái bắt đầu cái ông này, cái ông Tây này ông cũng khỉ hợp nữa, ông cũng nói là nếu mà cô cho tôi màn chuyển đó với cô một cái, rồi tôi chỉ đường cho cô về. Tôi sẽ đưa cô về luôn, cũng nói y như ông nãy nữa. Thì cô này có mới nói hồi nãy cái ông đang thui ông xạo mình, ông làm rồi ông không chở mình về, giờ tới ông trắng chắc ngược lại chắc được, kệ đi, lỡ ông kia mới làm gọi về thêm cái nữa cũng vậy, không mất mát đi đâu đâu, một cái với hai cái cũng thứ đúng không, cho nên thôi kệ đi đó, dù sao miễn mình tới nhà mình được rồi. Nghe vậy cái cho ông là ông trắng này ông quất một cái nữa đó. Thì khi ông quất xong rồi, lát ông quất xong cái ông nói là nhà cô chỗ đó phải không, thì cô đi thẳng đường này tới đó, cô quẹo đây rồi cô đi về đó, coi như là ổng không đưa nữa ha. Bắt đầu là ổng chỉ đường, ổng cũng chỉ đó nhưng mà tự đi về đi chỉ như vậy đó. Thì cô này cô quải quá, nó kỳ quá trời vậy ta, hai người coi như là người người Tây này hay là không hiểu tiếng mình nói gì,
mình kêu ông chỉ về nhà mà ổng cũng ở ấy, ấy rồi xong ổng chỉ ấy, hay là ổng không hiểu mình là mình đang đi lạc mà ổng hiểu là ổng tưởng là mình kêu ông làm hay gì, mà hai ông giống hệt với nhau. Có thể cô này nói chuyện ông mấy ông này không hiểu cái gì, mấy ông quất cái gì nè, cho nên là giờ cô này có nói thiệt hai người mà không có về về được tới nhà cũng y vậy. Thì cô này cũng cũng đi tản 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 nữa, đi hỏi cái gặp người người Việt cái ông Việt Việt Nam. Cô này có nói trời ơi trời đúng ý rồi, người người coi như là người châu Âu không được rồi, bây giờ tới người châu Á của mình, bây giờ mình hỏi cái người Việt Nam này là cái là trúng ý của mình luôn, mình nói là hiểu liền. Còn hai người nãy có thể mình nói tiếng của mình người ta không hiểu là mình kêu về nhà mà người ta tưởng là mình rủ người ta làm chuyện đó cho nên người ta mới làm á. Rồi bây giờ tới ông Việt là mình nói cho thẳng luôn nè, anh ơi cứu em với. Thì anh chàng mới tấp vô, mới tấp xe vô hỏi là bây giờ là chuyện gì đó em. Thì cô này có mới nói là dạ anh ơi em đi lạc, bây giờ em đi lạc em không có được biết đường về nhà em mới qua đây, em từ Việt Nam mới qua đây chân ướt chân ráo không có biết đường đi, bây giờ anh làm ơn làm phước anh giúp đỡ cho em, anh chỉ đường cho em về nhà hoặc là anh đưa em về tới nhà thì cái chuyện gì em cũng chịu anh hết, em chịu anh hết. Cô này nghĩ là hai cái nãy rồi, bây giờ nếu mà lỡ con cái nữa cũng cho luôn, tại ông này ông Việt Nam mà có gì đâu. Thì anh chàng này anh cũng hả kiểu như là cũng chung sức cũng ha, cũng kiểu như là không biết sao nữa, anh chàng mới nói là được bây giờ nếu em nói vậy thôi bây giờ anh sẽ đưa em về nhà, mà khi mà anh đưa em về nhà về tới nhà thì em trả ơn anh bằng gì. Thì cô nàng mới nói là tự cô nàng quyết định luôn, cô nàng mới nói bây giờ nếu mà anh chở em về đúng nhà đúng địa chỉ ở trong đây đúng hết trơn về đó thì em sẽ tạ ơn anh bằng bằng một cái là em sẽ cho anh làm chuyện đó với em một cái, em chiều anh từ A tới Z chuyện đó luôn đó. Cô nàng kiểu chơi vậy đó hen. Thì bắt đầu anh chàng này nghe nói vậy là sung sức lên liền chở cô nàng, rồi em lên xe anh chở em về như chăng cái địa chỉ em chạy anh chỉ luôn à. Cô nàng mới lên lên xe đó, thì cô nàng mới nói là nhà em không có ai chưa á, không có ai chưa cho nên anh chở em về đó đi rồi hai đứa mình cùng nhau làm chứng đoán cái. Thì khi mà trở về đúng là như vậy, nhà không có ai chưa cũng ngon lành, thì anh chàng mới đi vô với cô nàng. Thì đi vô nhà hai người đi vô thì bắt đầu có chuyện đó xảy ra, cô nàng trả ơn mà cho nên là cô nàng mấy là cho anh làm một cái, cho anh người Việt Nam này làm một cái, thì cũng làm một cái tao nói ngang lên bờ xuống ruộng tơi bời qua lá hẹ mà làm ngon lành luôn, làm xong chuyện đó luôn rồi anh chàng mới đi về. Xong rồi anh chàng mới là cứu từ cô nàng là anh đi về. Thì khi anh đi về trong vòng một tháng sau, qua tháng sau thì cô nàng mới đi ra khó chịu cho mình, mới đi khám bác sĩ thì cô đã có thai. Và cô có thai thì có nghĩa là trong vòng một ngày đó cô đi lạc trong vòng một ngày mà gặp cái người đen rồi cái người trắng rồi cái người Việt mà ba ông là trong một ngày đó làm ba phát vô đó hết. Thì em mới đặt câu hỏi ở cái video này á là khi mà cô này có bầu thì cái đứa con trong bụng cô này là của anh nào, của anh đen hay của anh trắng hay là của anh người Việt đó. Cái này là cái làm cho em suy 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 nghĩ hại cái não. Thì em mời đại gia đình mình cùng em là nếu mà nghiên cứu ngâm cứu ra coi đó là của người nào, trong khi ba người làm cô này trong vòng một ngày mà làm cái chuyện đó với cô này là không có cái sự mà bảo vệ để mà tránh thai nha, đó không có cái phương pháp tránh thai nào hết, chỉ làm là trơn tru đó. Thì nếu như vậy thì cô này có thai trong cái đó là trong một ngày đó thì mình biết của ai bây giờ. À, thì bây giờ là nếu mà đại gia đình cho cái phần thắng nghiêng về thì nghiêng về cái người thứ nhất hay người thứ hai hay người thứ ba đó, cái này là em mời đại gia đình mình cùng em trả lời cho nó vui cái câu này ha. Thì đây cũng là một cái mẫu chuyện tiếu lâm, mẫu chuyện tiếu lâm thôi chứ không có thật, mẫu chuyện này là coi như là mình kể nhau cho nó vui chứ thật sự ngoài đời không có ai chơi trò này đâu, nhưng mà mình muốn đưa vào một cái chuyện vừa hài vừa vui và vừa có câu đố trong đó để cho nó làm vui cái cuộc sống này á đại gia đình, cho nó vui cùng nhau chứ thật sự cái chuyện này bên ngoài không có, là đừng có ai nói là ở ngoài ai chơi kỳ thì thật sự chắc là không có, mà là chuyện tiếu lâm rồi nó có câu hỏi trong đó. Thì nếu ai mà trả lời được cái câu này thì trả lời tiếp giùm cho Tấm Cúc nha, em cũng đang suy nghĩ. Rồi em cảm ơn đại gia đình mình rất là nhiều đã cùng em lắng nghe nãy giờ. Đại gia đình có trả lời em sẽ vô em trả lời lại cho nó vui với đại gia đình của mình ha. Thì đại gia đình có những cái mẫu chuyện vui xin gửi về cho em qua địa chỉ email nguyễnkimcúc19111a@gmail.com hoặc là qua số phone thì 0979789800. Em xin cảm ơn rất là nhiều và em xin hẹn gặp lại đại gia đình mình vào cái clip tiếp theo nha đại gia đình.
Mong nhận được những cái câu trả lời của đại gia đình mình. Xem coi cái cô này có bầu với anh chàng nào. Em đang chờ đợi, đang chờ đợi nghe. Và xin bye bye, hẹn gặp lại đại gia đình của mình. Em xin bye bye.